Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mường Lò TV của Hân. Hiện tại thì Hân đang có mặt tại thị trấn Mộc Châu của tỉnh Sơn La các bạn ạ. Nơi mà đang chuẩn bị diễn ra những cái phiên chợ tình để mừng ngày Tết độc lập mùng 2 tháng 9. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan những cái chợ tình này có những cái gì nhá các bạn nhá. Các bạn hãy theo chân của mình nhá. Đây, phía đằng sau của Hân này thì hiện tại mọi người đang đi chơi rất là đông. Hầu như ở trên này là toàn những cái đồng bào Hơ Mông này và những cái người Thái ở Sơn La thì người ta sẽ xuống cái chợ phiên này các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi một vòng xem có những cái gì nhá các bạn nhá. Đây, hiện tại thì mọi người đang xuống chợ rất là nhiều luôn các bạn ạ. Toàn những các cô gái đồng bào Hơ Mông này. Khi mà những cái phiên chợ tình chuẩn bị đổ về đêm ấy các bạn ạ, thì mọi người xuống chợ rất là đông. Hầu như là những cái bạn gái trẻ này và tất cả mọi người, cả người già, mọi người sẽ xuống cái chợ phiên này các bạn ạ. Cái phiên chợ tình đêm nay thì chắc là rất là hấp dẫn các bạn ạ. Hiện tại mọi người đang xuống chợ để đợi cái phiên chợ tình tối nay. Hiện tại rất là đông mọi người ạ. Đây là những cái dược liệu mà như củ sâm này các bạn này. Còn phía những cái bên chợ này thì đây là những cái thuốc nam này, dược liệu này các bạn này. Hiện tại mọi người đang xuống chợ rất là đông. Đây là những cái khu chợ này các bạn này. Trước khi vào chợ thì họ sẽ bày bán những cái đồ trang phục của các dân tộc này, như đồng bào Hơ Mông này, trang phục của người Thái này. Họ sẽ bày bán ở những cái bên phía cổng chợ này. Đây, toàn các chị, các cô xuống chợ để mua sắm những cái trang phục của bộ trang phục của đồng bào mình các bạn. Đây là những cái khu vực để ăn uống của bên dưới chợ các bạn ạ. Ở đây sẽ có những cái món ăn như là trứng này, nước này, với lại xúc xích, các mọi thứ về đồ ăn vặt. Còn cái phía bên bên này thì các bác trong chợ này sẽ bày bán những cái hoa quả này và những cái đồ dùng các bạn ạ. Đây là những cái bộ trang phục của người Thái này các bạn này. Hiện tại thì mọi người đang biểu diễn đường phố các bạn ạ.
các cô gái đàn ông. Đây là những cái không gian gian hàng chợ thổ cẩm của trang phục của người đồng bào Hơ Mông các bạn ạ. Đây là những cái bộ trang phục rất là đẹp này, những cái mũ này và những cái bộ quần áo các bạn ạ. Hầu như là những cái gian hàng này là toàn là những cái bộ đồng phục của những cái bản sắc dân tộc của người đồng bào Hơ Mông. Đây là những cái đồ dùng gọi là sinh hoạt hàng ngày ấy của người đồng bào Hơ Mông để tượng trưng cho những cái trong cái lễ hội này các bạn ạ. Bên kia là những cái vải thổ cẩm này các bạn này. Và đây là rất là đa dạng sắc màu những cái bộ trang phục thổ cẩm của người đồng bào. Đây là nó không giống như này đâu. Cái đây thì nó khác. Cái này cái lanh. Cái lanh à? Cái lanh là mình để sợi để dệt ra những cái sợi cái tay này. À, đây các bạn ạ. Những cái lanh để làm ra những cái bộ trang phục của người đồng bào Hơ Mông ấy. Cái này là toàn bộ là được làm bằng thổ cẩm thủ công các bạn. Nhìn rất là đẹp. Làm ra những cái vải mà màu trắng trắng này à? Màu trắng với cả màu đen. Cái này là chưa nhuộm trắng. Cái này là nhuộm trắng rồi. Cái này là nhuộm rồi. Vâng. Còn bên kia là chưa nhuộm. Chưa nhuộm. Đấy. Vừa làm xong thì chưa nhuộm. Cái này là mình khi mình làm ra những cái thành phẩm như thế này là mình để bán này hay là để dệt may? Để may thôi. Theo cái hoa văn này. Nhuộm đêm như này thì để theo hoa văn. Và cái kia thì cũng phải nhuộm nữa thì mới theo được. Đấy. Nhưng mà cái khi mình dệt đấy là dùng bằng cái gì dệt? Đây, cái không đấy. À. Nó nhiều. Đây. Đầu tiên là đây nó làm cái này quay cho nó cái sợi chỉ nó như cái sợi linh ấy, cái sợi chị ấy, xong là mới không người đẹp. Đấy. 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 Đây là cây lanh, đây là những cái bộ mà để làm ra những cái sản phẩm mà thủ công. Đây là cây sơn tra này, cây sơn tra, cây táo mèo ấy các bạn ạ. Cái thùng này là cái thùng mà nhuộm cái vải đen kia. Đấy, ngày xưa thì làm bằng cái thùng gỗ, từng miếng một ghép vào. Xong là mới cho mực vào xong mới nhuộm được cái vải đen kia. Đây. À cái này nữa. Cái này là cái này, ghế xã ông nhá. Đây các bạn ạ, theo như mọi người kể thì rất là nhiều công đoạn luôn. Đây là cái khèn mông này các bạn này. Đấy. Giờ thì mình sẽ đưa các bạn đi xung quanh một chút về cái phiên chợ của ngày hôm nay nhé các bạn nhé. Và bây giờ Hân sẽ đưa mọi người vào phía bên trong khu sân vận động này xem có cái gì không nhé các bạn nhé. Đây những em gái người đồng bào Hơ Mông này các bạn này. Đấy. Rất là xinh gái luôn. Đây là khu sân vận động Mộc Châu này các bạn này. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn vào trong sân này để xem mọi người đang tổ chức những cái lễ hội gì ở trong này nhé các bạn nhé. Như theo mình thấy thì hiện tại ở trong này đang rất là đông người các bạn ạ. Chả biết là bây giờ họ đang tổ chức cái chương trình gì ở bên trong này. Và bây giờ thì sẽ đưa các bạn vào trong này nhé. Ở phía bên trong này đang tổ chức
cái lễ hội để đá bóng các bạn ạ. Hầu như ở những cái chỗ này là toàn các cô gái người đồng bào Hmông. Những cái ven này thì đang bán những cái bóng bay này, những cái trò chơi các bạn ạ. Rất là nhiều các bạn. Đấy, theo như các bạn thấy là cái khu vực bên trên kia là khán giả các bạn ạ. Chắc là cái chỗ đấy là phải cả nghìn người đấy các bạn ạ. Rất là đông luôn. Những cái bộ trang phục của người đồng bào giao tiền này và cái bộ trang phục của các cô gái Mường này nhìn da đạm sắc màu các bạn ạ, nhìn rất là đẹp.